Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạng Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in nhãn của hãng Rohde. Đây, mọi người có thể thấy một dòng máy in nhãn rất là nhỏ gọn ha. Thì mục đích của nó là mình sử dụng mình in những cái loại nhãn để can, thì nó có cái lớp keo bên dưới, mình có thể lột ra và dán lên những cái sản phẩm hoặc là những cái vật dụng trong cái tòa nhà hoặc là những cái sản phẩm của mình ha. Nó kiểu để cho mọi người này, lột dán này. Lớp keo của những con nhãn này nó rất là chắc chắn ha. Thì cái máy mà em muốn giới thiệu với mọi người đó là Rohde có model QL700. Em mở ra cho mọi người xem về cái con nhãn của nó ha. Thì đây là một con nhãn của máy Rohde, mọi người có thể nhìn sơ qua ha. Đây nhãn của nó thì có nhiều loại nhãn khác nhau, có thể là có nhãn theo từng gáp từ cái con tem hoặc là nhãn liên tục, mình in tới đâu thì nó cắt tới đó. Thì Rohde là một thương hiệu máy in cũng khá là nổi tiếng, mọi người có thể thấy là nó có rất nhiều dòng máy in về máy in văn phòng, máy in những cái in nhãn thế này cũng có ha. Thì đây mọi người có thể thấy chiếc máy rất là nhỏ gọn, rất phù hợp để trong cái văn phòng hoặc là kho xưởng hoặc là bất kỳ cái vị trí nào. Kết nối của nó cũng là khá đơn giản, đó là mình sử dụng cổng kết nối bằng USB thì chỉ cần cắm vào máy tính và tiến hành in. Thì đây là cổng kết nối của máy đó, còn đây là một sợi dây nguồn ha. Phía trước máy thì mình cũng có thể thấy là có một số cái phím về phím nguồn này, phím cut này là cắt nha, cắt con tem ra. Fit này là để mình nhấn để cho nó ra cái tờ giấy và những cái đèn báo hiệu đây nha mọi người, hai cái đèn báo hiệu ở đây báo hiệu lỗi, và nó có ba màu chủ đạo, đó là màu xanh, màu vàng và màu đỏ để nó báo hiệu lỗi và một số cái trạng thái để mình có thể biết được mình khắc phục. Đối với chiếc máy này, mọi người có thể thấy chiếc máy rất là nhỏ gọn, thành ra cái khoảng rộng đầu in của nó có thể sử dụng để in đó là 62mm ha, tương đương với là 2.3-2.4 inch. Đó, mọi người có thể nhìn sơ qua, nó sử dụng để in nhãn DK là nhãn DK trong Rohde nha, một loại nhãn Rohde có kích thước là 62mm, với lại có nhiều loại kích thước nó sẽ nhỏ hơn. Đây, cái kích thước này thì mình cũng có thể sử dụng để in, mọi người có thể chọn. Vì nhãn DK nó cũng có rất là phong phú, mình có thể là chọn loại nhãn nền trắng này hoặc là nhãn nền vàng, nền đỏ gì đó, chữ đen hoặc chữ gì đó thì mình có thể là lựa chọn những cái loại nhãn khác nhau. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in test cho mọi người xem về cái khả năng in của chiếc máy này. Và thêm một thông số mà khá là đặc biệt nữa thì chiếc máy này nó sẽ có luôn cái dao cắt ở phía trước cho mọi người, nghĩa là mình sẽ có thể nhiều lựa chọn, mình in con nào ra nó sẽ tự động cắt con đó luôn. Đây là một giải pháp để mình tiết kiệm cái chi phí, tại vì hầu hết trên thị trường thì những chiếc máy in mạ vật hoặc là những chiếc máy in đẹp ra thì dao cắt là một option riêng, phải tốn thêm chi phí để mình lắp thêm. Thì đó là cũng là một cái ưu điểm về chiếc máy Rohde QL700 này nha. Em sẽ tiến hành đi thử cho mọi người xem nha. Đây, in xong sẽ tự động cắt này. Đây, mọi người có thể thấy. Đó, em in 5 con này. Cái tốc độ in của máy thì là 150mm trên 1 giây. Thường thường nếu mà mình in nhãn thì cỡ tầm 93 nhãn ha. Đó. Đây 150mm trên 1 giây nha. Đó, mọi người có thể nhìn đây nét chữ của máy này. Đây là dòng máy có độ phân giải là 300 dpi. Đây cũng khá là sắc nét ha. Em thử tạo một cái file khác rồi em sẽ in ra xem mọi người cùng xem ha. Đây, có thể là in chữ này kèm thêm một số cái họa tiết logo ở trên này, mình cũng có thể là in, nhìn nó cũng khá là thú vị ở trên cái nhãn in của mình. Thì em sẽ tiến hành in thêm một vài mẫu cho mọi người có thể là xem về cái khả năng in của chiếc máy này. Đây. In con nào ra cắt con đó luôn nha mọi người, máy có tích hợp luôn dao cắt rất là tiện này. Nét chữ của nó là độ phân giải 300 dpi, nên thành ra nét chữ của nó cũng khá là ok. Mình có thể là in thêm những cái ký hiệu, những ký từ hoặc là những cái biểu tượng gì đó mà mình có thể định kèm. Thêm một cái nữa là đó là lúc mà mình sử dụng máy Rohde thì bên hãng Rohde là tiếp có là đi kèm thêm cho mình là một cái phần mềm Peters để mình có thể là thiết kế, và những có những con tem mẫu bên này mình có thể là dùng nó để kết hợp với lại những chiếc máy của Rohde mà mình tiến hành in luôn. Còn để mà sử dụng cái phần mềm đó như thế nào thì mọi người có thể là theo dõi những video tiếp theo của bên em. Bên em cũng có là làm những video để hướng dẫn sử dụng trên cái phần mềm này. Đó, thêm một
Cái này đó là hầu như là các dòng máy của Brother mình có thể là tích hợp và sử dụng trên những cái hệ điều hành, cho ví dụ như Windows hoặc là MacBook. Mọi người xài MacBook mình có thể là cài driver cũng như phần mềm mình có thể cài đặt trên đó, và mình cũng có thể là in. Đó là một những cái điểm nổi bật nổi trội của dòng máy Brother VL700 này. Thì có một cái mà hơi tiếc so với một số dòng máy khác thì cái khổ rồng đầu in của nó thì tương đối ngắn, tương đối là hơi hẹp, có 62 mm. Nếu mà như mình cần trong cái khoảng này thì có thể là ok, rất là vừa, rất là hợp với cái nhu cầu của mình. Mà nếu mà mình cần cái khổ của máy lớn hơn thì mình có thể là tham khảo những model khác của máy Brother, hoặc là những cái dòng máy in mà phải có những mấy dòng máy in đề can khác ha. Thì nhà Brother thì mọi người có thể thấy ở đây ha, ngoài những cái chất liệu ở trên bề mặt là in rất là tốt này, thì lớp keo của Brother cũng rất là chắc. Nếu mà mình dán lên những cái sản phẩm hoặc là những cái tài sản hoặc bất kỳ cái vật dụng gì của mình thì nó bám rất là chắc ở trên đó ha. Nó bám rất là chắc này, mình lột mình dán lên thì bám rất là tốt ở trên những cái bề mặt của mình dán đó. Thì mọi người có thể tham khảo thêm về những cái thiết bị cũng như là tem nhãn của Brother này ha. Thì chiếc máy này của mình là mình sử dụng công nghệ in nhiệt, và giấy này cũng là giấy cảm nhiệt, nhé. Nó sẽ có mắt đọc những cái điểm đen này, in ra tới đâu nó sẽ cắt tới đó. Đấy, công nghệ rất là hay, rất là thông minh đó. À, thì vừa rồi em đã giới thiệu cũng như là in thử cho mọi người xem về cái khả năng của chiếc máy in Brother VL700 này đó. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần thêm chi tiết, mọi người có thể là liên hệ tới số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào website thế giới bảo mật.com để công ty thế giới bảo mật có cơ hội được tư vấn và hỗ trợ mọi người. Em xin cảm ơn. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể là nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của công ty thế giới bảo mật. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người.